mọi thứ tệ nhất đã xảy ra từ gamer cho tới developer và có một điều tôi phải làm rõ trước với mọi người đó là cá nhân tôi là một người chuyên làm youtube về unity tôi không hề mong muốn điều này và tôi biết rất nhiều người họ làm game bằng unity họ cũng không hề mong muốn điều này và cũng có những người họ làm game bằng những game engine khác họ mong unity sẽ chết sớm và tôi không hề trách họ Mấy ngày nay tôi đã chờ rất lâu trước khi làm video này những hành động từ phía công ty Unity và tôi rất mong họ sẽ đưa ra những động thái hiệu quả để có thể hoạt động trở lại bình thường và xoa dịu những gì vừa xảy ra. Nên hãy để tôi giúp bạn cập nhật tất cả những gì vừa xảy ra. Vào ngày 12 tháng 9, Unity bắn phát súng đầu tiên thông báo ban đầu về việc thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh. Ngay lập tức, toàn bộ Unity Game Developer rơi vào hỗn loạn. Ngay ngày 13 và ngày 14 tháng 9, Unity tiếp theo với một số bài viết về làm rõ về cái chính sách của họ vốn là có ý định là ban đầu là dập tắt cái ngọn lửa hoảng loạn của mọi người nhưng cuối cùng là tự đổ thêm xăng cho mình và tôi sẽ phân tích thêm về bài viết này sau mọi chuyện trở nên vô cùng tội tệ hơn rất nhiều khi mà hàng loạt game studio lớn nhất trên thế giới nổi tiếng nhất trên thế giới họ cùng đồng loạt vào một cái group gọi là những game studio thất vọng về Unity và khi mà lướt cái rút này thì bạn sẽ thấy rất nhiều tựa game mà bạn yêu thích Những studio đó, họ gọi là cùng đứng lên nổi dậy và đòi là không làm việc với Unity nữa Và có thể bạn sẽ tìm thấy tự game yêu thích của mình hoặc là game studio yêu thích của mình ở trong đây Giống như là tôi tìm thấy Ducky's Dungeon, một trong những tựa game tôi yêu thích nhất Với game studio là Red Hook nha Và sau đây tôi sẽ trích dẫn một vài cái ý của game studio Red Hook này Họ nói gì về cái chính sách vừa qua của Unity đó là họ tin rằng Red Hook tin rằng Unity đã đưa ra một quyết định gọi là tự đào tự đào mộ mình ấy nói chung là rất sai lầm về về cái thay đổi phí thay đổi về chính sách phí mà họ vừa đưa ra và Red Hook họ cũng đang xây dựng tự game Dark Dungeon 2 sử dụng Unity và thực sự thì bây giờ chắc là game studio dấu rất giống với nhiều game studio khác thôi đó là họ cũng không biết đi về đâu bây giờ và cuối cùng thì Red Hook họ mong muốn và tôi nghĩ là chắc chắn là nhiều studio họ cũng mong muốn như vậy đó là unity có thể lùi lại có thể thay đổi cái cái, cái sai lầm vừa qua rồi và tiếp theo một trong những tự game huyền uh, thoại nhất tôi nghĩ là tự game huyền thoại đi luôn là với game studio là mega Creed với tự game slider sprite à, thật ra thì cái, cái tin này tôi vẫn chưa đọc hết đâu nhưng mà tôi chỉ chú ý một chồng duy nhất thôi game studio mega Creed chưa bao giờ có một uh, cái public statement nói chung là họ chưa bao giờ đưa ra một cái ý gì đó trên mạng xã hội mà công khai hết nhưng mà vì cái tin unity đưa ra cái tin chính sách uh, thay đổi về giá này nên là họ công khai họ nói là nói chung là unity đã phất up họ uh, đã đã chơi một cái vố rất là đầu và bạn biết điều gì tồi tệ nhất không unity đã đóng cửa một văn phòng ở san francisco để đề phòng trước việc đó là cảnh sát có thể vào cuộc fbi vào cuộc và có thể bị kiện và tồi tệ hơn nữa là đã có một cuộc ghi nhận từ cảnh sát là một nhân viên đã có thăm dọa hoặc là đe dọa gì đấy đối với ông chủ của mình. Và sau đây là nguyên nguyên văn trích dẫn từ cảnh sát này. Vào ngày 14 tháng 9 năm 2023 và sắp xỉ vào 9 giờ 30 sáng thì cảnh sát San Francisco đã ghi nhận vào một cuộc gọi là có mối đe dọa tiền tàng gì đấy. Ha. Và khi mà cảnh sát tới thị à, trường thì họ gặp một vài người có thể là đồng nghiệp của người nhân viên này và họ đã thông báo rằng đó là người nhân viên đã có một mối đe dọa dạ hoặc là hăm dọa tới chính ông chủ của mình sử dụng mạng xã hội và bạn có thực sự là bạn có bao giờ tưởng tượng được rằng là một người nhân viên họ bất chấp cái việc đó là có thể bị đuổi đúng không họ bất chấp cái việc đó họ có thể có thể là ở nhân viên này đã làm việc 5 năm hoặc là 10 năm gì đấy để có thể xây dựng cái sản phẩm mà họ yêu thích và bỗng một hôm có một cái ông chủ nào đó gọi là không biết là ông chủ hay là một cái tập đoàn nào đó ha đưa ra một cái quyết định mà có thể thay đổi nguyên một cái sản phẩm mà họ yêu thích đã làm việc trong vòng 10 năm họ đã xây dựng trong vòng 5 năm 10 năm và rồi như bạn biết thì đây là một mối đe dọa đến từ nhân viên của Unity <laughs> tôi không tôi không tưởng tượng được là là tâm trạng của anh nhân viên này như thế nào luôn và một vài thông tin thêm từ chính những nhân viên của Unity thì bạn có thể tìm thấy một anh đó là Yono Forbes uh, trên Twitter ha và khi mà vào Twitter của anh này thì điều đầu tiên mà các bạn sẽ thấy đó là Well, uh, có vẻ là sự nghiệp 7 năm tôi làm việc tại Unity sẽ kết thúc vào ngày hôm nay ngày hôm nay là ngày 14 tháng 9 và nếu bạn tìm thấy nếu bạn tìm thêm một vài cái uh, boss nữa của anh này thì đây uh, ngày 14 tháng 9 thì anh đã đăng một cái boss đó là với vai trò là một Unity à, với vai trò là một nhân viên của Unity à, sáng ngày hôm nay sáng ngày 14 tháng 9 thì tôi hứa với mọi người luôn là tôi chúng tôi có nghĩa là rất nhiều nhân viên của Unity đã gọi là chiến đấu hết mình về cái chính sách có nghĩa là họ không muốn đăng thì bạn có thể tưởng tượng là một trong một công ty và bây giờ đã chia ra hai hai về phái thứ nhất là phái thứ nhất là những người họ rất mong muốn Unity phát triển rất mong muốn cái sản phẩm và đứa con tinh thần của họ phát triển và cái phái thứ hai là và đa phần cái phái thứ nhất là những nhân viên của Unity nhé còn cái phái thứ hai là gì đó là những người xếp tổng thì ok xếp tổng thì họ muốn đi theo thứ ngược lại uh, nhiều tiền hơn và rất nhiều nhân viên của Unity đã chiến đấu về cái chính sách này và các bạn có thể thấy là rất nhiều sẽ có nhiều đơn từ chức hơn nữa à, được gửi đến vào cuối tuần bây giờ là thứ bảy nha, à, ok chắc là hôm nay hết giờ làm việc nhưng mà tôi khá chắc là rất nhiều nhân viên Unity họ rất thất vọng về cái chính sách mà Unity họ đã đưa ra và còn nhiều giả thuyết về việc đó là tại sao Unity họ lại muốn đưa ra cái chính sách này cũng như là về việc đi xuống của Unity ha như là việc là Unity họ thay đổi về of condition nghĩa là điều khoản sử dụng trong những cái bản TAL gần nhất những cái bản unity gần nhất và thật sự thì tôi không biết là điều này nó có hợp pháp hay không nữa ờ, <laughs> thật sự thì tôi không muốn nói về điều này nữa và bây giờ chúng ta sẽ đến cái việc đó là phân tích tại sao unity họ lại muốn đưa ra cái điều này và họ unity họ mong muốn điều gì khi mà mà uh, chắc, tôi chắc chắn là họ cũng biết sẽ rằng là khi mà thay đổi về chính sách về giá thì uh, rất nhiều developer sẽ ảnh hưởng và họ sẽ nổi giận và Ok thì đương nhiên thì khi mà thay đổi về chính sách về giá thì lợi nhuận của họ sẽ tăng lên. Và như trong một cái bài đăng mới nhất của Unity thì ai sẽ bị ảnh hưởng khi mà thay đổi về chính sách về giá này? Thì họ nói rằng hơn 90% trăm người sử dụng của họ, có nghĩa là những Unity developer họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chính sách này. Thì tôi cũng nghĩ là như vậy. Tại vì bạn sẽ chỉ bị chạc phí, có nghĩa là bạn sẽ chỉ bị tính phí khi mà bạn đạt cái mốc đó là 200.000 lượt tải và 200.000 đô thì 200.000 đô tiền biệt là khoảng 4 4 tỷ rưỡi nha Ok thì bạn chỉ bị tính phí khi mà đạt 4 tỷ rưỡi thì thực ra thì nếu mà cái con game của tôi mà nó đạt được 4 tỷ rưỡi thì tính phí của tôi không không quan trọng gì hết và tính phí thoải mái luôn nhưng mà tại sao lại nhiều game developer là họ lại nổi giận như vậy thì chúng ta sẽ đến với một vài phân tích sâu hơn ha thì các bạn có thể tìm thấy một video của Code Monkey về việc đó là liệu Unity họ có thay đổi về chính sách mới này hay không liệu họ có quay lại với cái chính sách cũ hay không. Và thực sự thì tôi rất thích đứng trên lập trường của Code Monkey, đó là một game developer họ chỉ muốn làm game thôi. Họ không quan tâm tới việc đó là Unity, họ có thay đổi về chính sách về giá hay không và họ cũng không quan tâm tới việc là game của họ có kiếm ra được nhiều tiền hay không và họ chỉ muốn làm game thôi. Và thực sự thì tôi cũng đứng trên lập trường giống như vậy. Đó là tôi chỉ muốn làm content, tôi chỉ muốn làm video về hướng dẫn lập trình game trên Unity. Tôi không hề mong muốn những gì vừa xảy ra và khi mà xem video thì các bạn cũng sẽ tìm thấy một anh là troy Kewin đây các bạn có thể tìm thấy trên twitter thì tôi không rõ là anh này về làm về gì nhưng mà những cái phân tích vừa qua của ảnh về unity thì tôi cảm thấy rất là đúng à tôi sẽ chia sẻ một vài phân tích của ảnh ha đầu tiên đó là anh này nghĩ rằng unity không còn cách nào khác ngoài việc đó là tăng giá sản phẩm tại vì chắc chắn rồi unity uh, Tôi cũng nghĩ giống như vậy, nó là Unity năm nhiều năm qua đã lỗ rất là nhiều. Và nếu như họ họ đã tốn rất nhiều tiền vào việc đó là phát triển một sản phẩm tuyệt vời, à, một game engine tuyệt vời. Và đến bây giờ tôi vẫn nghĩ Unity là một trong những game engine tuyệt vời nhất. Và chúng ta sẽ đến về sâu hơn về cái chính sách Unity vừa qua. Thì các bạn chỉ tốn, các bạn chỉ bị chính phí, có nghĩa là các bạn chỉ bị trạc phí khi mà đạt 200.000 lượt tải và có nghĩa là 200.000 lượt tải và nhé chứ không phải là uh, một trong hai nhé 200.000 lượt tải và 200.000 đô trên cái con game của bạn 200.000 đô là khoảng 4 tỷ đồng nha ok 4 tỷ đồng thì lúc đó các bạn mới bị tính phí là 0.2 đô mỗi lượt cài đặt và còn rẻ hơn nữa nếu các bạn sử dụng bản Unity Pro và Unity Enterprise và hồi trước thì Unity cái mốc mà 200.000 này hồi trước là 100.000 đô và hiện tại thì Unity tăng từ 100.000 đô lên 200.000 đô nhưng tại sao nhiều game developer lại tức giận về 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 cái quyết định này thì đương nhiên là cái runtime fee có nghĩa là cái 0 2 đô này là cái mới nhưng mà họ đã tăng cái mốc từ 100.000 đô lên 200.000 đô rồi và đối với tôi thật sự thì nếu mà tôi có một con game mà đạt 200.000 đô thì Unity tính phí thoải mái tôi không quan tâm gì cả và tại sao chúng ta sẽ quay lại tại sao mà nhiều game developer lại 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 nổi giận vì cái quyết định này thì chúng ta sẽ đến một cái phân tích sâu hơn một cái bài viết sâu hơn ở đây đối với nhiều tự game thì cái phí mà 0.02 đô mỗi lượt cài đặt nó không là gì cả giống như là ví dụ các bạn trên một con con game Unity trên Steam thì nếu như mua con game nó 10 đô thì nhà phát hành phải trả 0.2 đô thì đâu đó nó nó rất là nhỏ đúng không? Ok, nó rất là nhỏ luôn. Thì à, nhưng cái chính sách vừa qua của Unity là ảnh hưởng rất nhiều đến những tựa game free to play, những tựa game mobile. Đây, thì các bạn có thể nhìn vào cái phân tích này. Đầu tiên thì ví dụ, chúng ta sẽ lấy ví dụ với Pokemon Go đi ha. Thì chỉ với 5.750 lượt tải thì họ đã có doanh thu là 60.000 đô. Và nếu như với cái chính sách mới của Unity thì họ chỉ phải trả là khoảng 58 đô đây họ chỉ phải trả 58 đô có nghĩa là nếu chính tính trên phần trăm lợi nhuận thì họ chỉ phải trả là 0.1 phần trăm thôi nhưng nếu họ sử dụng những cái game engine khác như là Unreal Engine thì họ sẽ phải trả 5 phần trăm trên cái doanh thu là 3.000 đô rất là nhiều đúng không à, Vậy thì cái chính sách mới của Unity họ không ảnh hưởng gì nhiều đến cái việc đó là với những con game như thế này à, với lượt tải thấp nhưng mà doanh thu cực kỳ cao nhưng với những cái game mà lượt à, yeah lượt tải về cao nhưng là doanh thu thấp thì sao đây các bạn có thể thấy cái ở mong lấy ví dụ ở mong một trong những tựa game nổi tiếng ha thì với 6.600 lượt tải doanh thu của họ chỉ là 120 đô thôi thì Unity hiện tại họ có thể gọi là lấy 50 phần trăm trong cái doanh thu này rồi đấy các bạn có thể thấy họ lấy tới 50 phần trăm doanh thu và đối với những nếu họ sử dụng game engine khác lấy doanh thu là 5 phần trăm thì chỉ có 6 đô rất là rẻ đó thì uh, cái việc chính sách mới của Unity ảnh hưởng rất nhiều đến những tự game có lượt tải cao nhưng doanh thu thấp giống như những tự game free to play đây các bạn có thể thấy nhiều rất nhiều trong cái business model của họ là free to play và hypo castle dạ, lượt tải về cao nhưng doanh thu lại thấp thì có thể họ phải trả ngược lại cái số tiền có nghĩa là kiếm được một đồng thì phải trả cho Unity hai đồng thì cái điều này nó nó ảnh hưởng rất nhiều tới các game điểm bơ và họ nổi giận vì đây và cái giải pháp thực sự thì tôi nghĩ chứ cái vậy cái giải pháp cho cái vấn đề này thì nó rất là đơn giản thôi đó là giống như là họ có thể sử dụng những cái game engine khác những cái mô đồ có nghĩa là những cái mô hình kinh doanh của game engine khác là năm phần trăm rất bình thường đúng không đây à, như Unreal and engine thì năm phần trăm các bạn có thể giống như là tôi rất mong là unity có thể đăng một cái bài mới đó là họ đánh Thế à, họ tính phí nhưng mà cái phí này chỉ có là nếu cao nhất thì là 5% hoặc là 10% gì đó trên cái game thôi, trên doanh thu của game. Rồi. Và còn một giả thuyết cuối cùng nữa đó là Unity họ mong muốn Iron Source, một trong những công ty kết hợp của họ về quảng cáo trên điện thoại có thể đánh bại đối thủ trực tiếp là VIN thì cái về vấn đề này tôi sẽ làm nguyên một video khác nói về chủ đề này luôn. Và kết luận lại thì Uh, ok bây giờ tôi cũng không biết là mọi người hoang mang hay là mọi người vui vẻ hay là mọi người có tâm thế như thế nào sau khi xem xong video này nhưng mà tâm thế của tôi là như thế này thật sự tôi không hề mong muốn những gì uh, vừa xảy ra với unity uh, các bạn cứ tưởng tượng đi uh, unity họ thành công vì đâu họ thành công vì những developer họ sử dụng unity họ đóng góp cho cộng đồng và unity có cái gì là hơn những game engine khác họ có cộng đồng lớn họ có những cái như là Access Store họ có những cái game access rất là nhiều và tất cả đồ đó đều đều, đều đến từ cộng đồng. Có nghĩa là các bạn lên xem trên YouTube thì uh, Godot thực sự tôi nghĩ là Godot hoặc Unreal Engine là một một là những game engine tuyệt vời nhưng tại sao lại ít người sử dụng? Tại vì họ cộng cộng đồng họ không nhiều. Và các bạn cứ search uh, làm game, ví dụ như là các bạn search làm game ở Việt Nam đi thì chắc chắn các bạn sẽ ra kênh của tôi hoặc là kênh của Sai Game hoặc là kênh của Udev hoặc là kênh của những bạn làm về Unity, các bạn đâu thể tìm thấy những cái video về Godot hoặc là Unreal and Engine nhiều đúng không? đó thì các bạn cứ tưởng tượng một người chưa học và các bạn lên YouTube, các bạn tìm khóa học về Unity thì à, khóa học về làm game chắc chắn nó sẽ ra Unity, tại vì rất nhiều người giống như tôi làm video về và hướng dẫn về Unity thì đó là cái mà tại sao Unity nó lại thành công và bây giờ unity ra một chính sách giống như vậy thì tất cả mọi thứ đều hoàn toàn sụp đổ hết và uh, có thể là bây giờ unity họ họ quay lại giống như cũ hoặc hoạt động bình thường giống như cũ thì chắc chắn là số lượng người xem về những cái youtube về unity họ số lượng người xem những cái khóa học về unity họ đâu còn gì nữa đâu và rất nhiều người rất nhiều kênh nước ngoài cũng giống như vậy À, rất nhiều người đã chuẩn bị cái khóa học về Unity trên à, Udemy này, rất nhiều người họ làm content giống như vậy. Bây giờ tan vỡ hết. Và thực sự tôi chia sẻ với mọi người luôn là trong vòng vài tháng này, hai ba tháng gì đấy thì chắc là mọi người xem kênh tôi, mọi người cũng biết đó là tôi có làm một cái dự án về à, một cái kênh, một cái dự án về về dạy học thôi, không có gì hết. Và tôi có chuẩn bị một cái khóa học của Unity trong vòng hai ba tháng và thực sự thì tôi đang tính là mở một cái lớp để cái lớp đó chính là cái lớp đầu tiên mà tôi mở và à, cái startup của tôi có sống hay không là nhờ cái lớp đó hết. tại vì <laughs> thực sự thì cái lớp đó tôi nghĩ là một trong những nguồn doanh thu đầu tiên để tôi có thể chạy startup và một trong những nguồn doanh thu đầu tiên để tôi à, tiếp tục mời thêm những cái bạn đồng đội của tôi về làm và tiếp tục làm về content về về hướng dẫn cho mọi người và bây giờ không biết không tôi cũng không biết là nó đi về đâu nữa uh, không biết là bây giờ còn ai học unity không vậy <laughs> uh, ok và thôi thì đó là tất cả những gì mà tôi muốn chia sẻ vừa qua về những cái uh, hoạt động của unity những cái cột mốc đáng nhớ và biết đâu thì 10 năm trước chúng ta đã bỏ à, Thật ra 10 năm trước thì tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm và lập trình nhưng mà 10 năm trước chúng ta, chúng ta bỏ về flash À, hồi trước là flash là một trong những cái chạy cho tất cả nền tảng đúng không nhỉ các bạn bật game bật video gì cũng đều thấy flash và bây giờ nó biến mất rồi và biết đâu 10 năm sau là hiện tại ngay bây giờ chúng ta lại biến mất thêm một cái nữa là unity à, nhưng mà thật ra tôi không mong muốn điều đó nhé và tôi nghĩ là nhiều người họ vẫn sẽ tiếp tục sử dụng unity tại vì à, như các bạn nếu các bạn xem cái video của code minh kỳ hồi nãy à, thì tôi cũng đứng trên lập trường giống như vậy Thực sự, thực sự thì cái chính sách mới của unity họ không ảnh hưởng nhiều đến tôi nhưng tôi nghĩ là họ sẽ ảnh hưởng nhiều tới việc đó là cộng đồng những người học mới những người mới làm game thì họ có muốn sử dụng unity nữa không tại vì sẽ có nhiều studio họ chuyển sang những cái game engine khác thì điều đó cũng bình thường thôi không có gì lạ cả nhưng mà tôi vẫn nghĩ unity hiện tại vẫn là best vẫn là tốt nhất về làm game engine chắc chắn luôn không có gì phải cãi cả và ok thì đó là tất cả những gì tôi muốn chia sẻ và cảm ơn mọi người đã xem video này và chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi trong một video khác và xin cảm ơn